Hạng mục giải thưởng có tên gọi Nhạc nền xuất sắc nhất của trò chơi điện tử và các phương tiện truyền thông tương tác khác. Từ 70 sáng tác được đăng ký, 5 tác phẩm đã được chọn làm đề cử, trong đó có 4 nhạc nền của trò chơi trong các series đình đám là Aliens, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty, Marvel's Guardians of the Galaxy. Đề cử còn lại là nhạc nền của trò chơi chiến thuật Old World do Christopher Tin sáng tác. Chặng đường vẫn còn dài, nhưng chúng ta đang đi đúng hướng. Ngày càng có nhiều công ty âm nhạc nhận thấy sự đông đảo của cộng đồng hâm mộ trò chơi điện tử. Việc được Grammy đề cử cho thấy âm nhạc từ trò chơi điện tử đang được công nhận, ngày càng tiếp cận nhiều hơn khán giả và tác động lớn đến bối cảnh âm nhạc của xã hội. Theo hãng phân tích dữ liệu Newzoo, thị trường trò chơi điện tử toàn cầu đạt doanh thu khổng lồ 184,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Sự bùng nổ này một phần nhờ đại dịch, do có nhiều người tìm đến các loại hình giải trí số trong các đợt phong tỏa.